Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của em ha. Thì chúc cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc nha. Thì hôm nay em chia sẻ đến anh chị một cái nội dung, đó là cái cách mình nhìn cái cây mai để mà mình biết nó cần cái phân thuốc gì để mình bón, mình xịt cho nó đúng. Thì như anh chị mình đã biết, trong cái quá trình mình trồng mai á thì phân thuốc là cái không thể thiếu cho những cái cây mai mà trồng trên chậu. Tại vì trên chậu thì ngoài phân thuốc mình cho nó ăn ra thì ngoài ra là không có còn cái gì để mà dinh dưỡng cho nó nuôi hết. Cái chất trồng chấu sơ dừa chỉ là để cái nơi để cho nó ra rễ và nó giữ ẩm, với lại là nó giữ cái ba cái phân thuốc khi mà mình tưới vào để cho cái cây nó hút thôi. Còn ngoài ra là không có cái dinh dưỡng gì hết, cho nên là mình phải bón vào cho nó. Rồi thì như cái cây ở trên màn hình cô chú anh chị em mình đang xem, đây là một cây mai mà em đã con tàn, em thay chậu và em thay chất trồng từ hồi mùng 2 Tết đến nay. Thì đến nay thì qua một cái quá trình chăm sóc thì hôm nay cái cây 2 của nó cũng đã già luôn rồi. Đó, cây 2 đã già luôn. Đó, thì khi mà cái cây 2 nó già thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho nó ra cái cây 3. Ra cây 3 hả anh chị? Thì cây 2 già thì ra cây 3, thì muốn ra cây 3 thì trước tiên mình làm cho cái cây 2 nó mập một cái. Đó, mà làm cho cây 2 nó mập. Đây, cái cây 2 nó mập nè anh chị. Đó, cái cây 2 nó mập, nó đảm bảo thì mình hãy làm ra cây tiếp tục. Đó, thì cái cây 2 mập thì muốn cái cây mà nó mập cành thì mình bón cái phân cho nó là cái phân DAP. Và DAP đen nha anh chị. Rồi, có cái nhánh thì cái lá nó quá chừng nè. Quá chừng nó bự mà nó xanh đen nè anh chị. Đó, thì muốn cho cái cành nhánh nó mập thì mình bón phân DAP đen. DAP đen thì thành phần là 18460, là không có phần trăm kali, nhằm 18% là đạm và 46% là lăng. Lăng cao thì sẽ giúp cho cái cành nhánh nó mập, lá nó bự xanh, và đồng thời như là giúp cho bộ rễ rất là tốt, phát triển cái bộ rễ ha. Đó, thì muốn cành nhánh mập thì bón phân DAP. Rồi tiếp theo em sẽ tìm những cái cây khác để em quay em chia sẻ cho cô chú anh chị em mình là nó cần cái gì ha. Rồi thì bây giờ như cái cây bên đây đi anh chị. Đây, như cây bên đây. Cây bên đây thì cái cành nó hiện tại là nó đang còn trống rất là nhiều. Đây nó còn trống nha. Đó, nó còn trống. Cái cây này thì cái cây 2 nó mới đi vừa vừa thôi. Cây này là bữa hổm nó đi cây 2, nhưng mà cây 2 nó ra, nó phát ra khỏi cái phơm tàn thì em là em con em cắt bỏ hết. Thì bây giờ dạng như là mình muốn nó đi cây 2 lại vậy đó, cây 2 lần 2. Thì bây giờ muốn đi cây, muốn nó đi tược, đi chồi khỏe, đi chồi nhiều thì mình sử dụng cho nó cái phân là phân 30-10-10 nha. Phân 30-10-10 nha anh chị. 30-10-10 tức là 30% đạm, 10% lăng và 10% kali. Đó, thì 30% đạm nó sẽ giúp cho cái cây của mình nó có nhiều đạm để nó đi cái phát triển cái cành nhánh để mà nó đâm chồi, nó đẻ nhánh ra ha. Đồng thời thì ngoài cái việc mà bón phân ở dưới gốc thì chúng ta có thể phun lên lá. Tại vì 30-10-10 nó có một cái loại là phân bón lá, phân bón lá ha cô chú anh chị. Nếu mà không bón gốc thì có thể bón lá bằng cách phun ha. Thì cái loại phân đó thì mình ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật là mình mua sẽ có ha anh chị. Đó, rồi thì đó là hai trường hợp. Thứ nhất là cần cho cành nhánh mập, thứ hai là cần cho cái nó đâm chồi để nhánh. Rồi bây giờ là cái thứ ba, trường hợp thứ ba. Đây, trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là nó đang lửng lửng nè anh chị. Nó đang lửng lửng. Bây giờ như cái cây này nó đang ra cái cây 2, mà cái cây 2 nó cái lá nó còn còn non á anh chị. Chưa có được già, nó còn xanh xanh á. Thì khi mà nó còn xanh, nó chưa được còn vàng vàng, nó chưa được già lá á, thì mình bón cho nó cái phân là humic.
humid kết hợp với một tí nào 3M ha, là để cho cái lá nó xanh lên và nó và mình kết hợp cho nó một tí là phân DAP luôn đó, vừa cái lá nó vừa xanh lên và đồng thời là cái lá nó cái cành nhánh nó bự luôn, thấy anh chị đó. Thì cái này thì mình bón cái phân humic cộng N3M rồi cộng vô DAP luôn, mọi thứ nghịch để giúp cho cái cây mình nó đủ cái chất đó. Thì như cành nhánh thì nó cần mập lên chút, với lại là các cái tược này nó cũng cần đi ra, và những cái lá này nó cần già cần xanh lại đó. Thì mình bón ba cái loại phân luôn. Rồi thì ngoài ra để cho cái lá nó xanh á, để cho cái lá nó xanh thì chúng ta có thể bón thêm cái phun thêm cái thằng manco xanh ở trên lá ha. Thì vừa tưới gốc vừa bón vừa phun trên lá nữa, thì cái cây chúng ta nó sẽ đầy đủ chất và nó sẽ mập cành mập nhánh, lá xanh, lá nó sẽ không có bị nhỏ, không bị bệnh ha. Đó rồi thì như cái cây này nè anh chị em mình nhìn nè, cây này cũng đang cần ra cơ hai nè. Như cây này thì chúng ta cần bổ sung đạm cho nó để nó ra cái cơ hai. Giờ hiện tại là cây 1 nó đang đứng, giờ bổ sung đạm để ra cây 2. Thì cây bên đây cũng vậy. Đó, cây bên đây cũng vậy, đang đứng cái cây 1 nó đang bắt đầu ra cây 2 thì chúng ta cần bổ sung đạm cho nó. Đó. Rồi như cây bên đây. Cây bên đây thì nó đang ra cây 2 rồi. Đang ra cây 2 và nó ra dài gì rồi thì chúng ta sẽ không thêm đạm nữa mà chúng ta sẽ bón DAP. Bón cái thành phần lăng cao để cho nó không đi tược dài nữa mà nó sẽ mập tược, nó ngưng lại nó mập tược ha. Đó, như cây bên đây, cây bên đây thì cũng đã ra tược rồi, ra cây hai rồi, nó đang ra dài rồi nè. Đó thì giờ mình tiến hành mình bón cái phân để cho nó mập cái tược và cái lá nó to lên, nó dày lại. Đó thì bón DAP. Đó, đồng thời thì không phải là phân không mà chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng chú ý vừa phân vừa thuốc trên lá ha, tại vì một mỗi một cái không thì nó cũng không có đạt ha anh chị. Thì ở dưới gốc thì mình bón cái phân, ở trên thì mình vẫn phun sâu bọ chỉ và phun cái manco xanh như em chia sẻ đó. Đó là ở dưới gốc thì có phân, ở trên thì có ngừa sâu bọ chỉ và có cái dưỡng lá để giúp cái lá mai của mình nó xanh tốt ha. Đó, như cây bên đây cô chú anh chị em mình đoán là cần bón phân gì chưa. Đó, như cây này nè thì cái tược nó ra dài nè, nó đang ra cơi nè, thì cây này tuyệt đối là mình không bón 30-10 hoặc là phân đạm cao vào nữa, tại vì nó đang ra cái cơi đọt dài rồi, mà chúng ta bón vào nữa thì nó sẽ ra rất là dài nữa, nó thoát khỏi cái phơm tàn nó sẽ không đẹp. Thì bây giờ chúng ta cần bón cái phân nào đó để cho cái tược nó mập lên và nó bắt đầu đa phân chồi ở trong, thấy anh chị. Rồi tương tự cây này cũng vậy, cây này cũng đang ra cái cành cây 2 rồi, ra dài rồi nè, thì cây này chúng ta không có bón đạm cao vào nữa nha, chúng ta sẽ bón lăng cao nha. Lăng cao thì bón DAP, trong đó nó cũng có phần đạm nhưng mà cái lăng nó cao hơn thì nó kìm hãm lại cái sự nó sẽ ra bung chồi nhưng mà nó sẽ không có vương dài quá, và đồng thời những cái chồi mà nó ra rồi nó sẽ mập đó. Rồi như đây cũng vậy đó, cây này là cũng phải bón DAP thôi đó, bón DAP có thể kết hợp với hữu cơ humic nha. Thì đợt rồi em vừa bón rồi em có quay chia sẻ cho anh chị em mình xem đó, thì hôm nay chủ yếu quay cho anh chị em mình xem cái cách mà nhìn cây mai nên biết bón phân gì. Ví dụ mà cái cây mai mình đang như vậy quá, đang cái tược gì mà mình bón không biết, mình bón cái đạm cao vô nữa là nó vượt ra ngoài quá dài quá thưa bắt lá thì nó cũng không đẹp hết anh chị. Đó, chúng ta giữ như vậy, chúng ta bón DAP xong cho cái cành nhánh nó mập lên, cái bắt đầu nó đã giữ cái phơm tàn rồi, xong bắt đầu mình mới bón tiếp cái đạm cao cho nó đi tiếp tục đi cành nữa, thấy anh chị. Đó, cái đó thì vấn đề
cũng nhiều người, nhiều anh chị chưa có biết thì có thể áp dụng ha. Còn anh chị nào đã biết rồi thì xem cho vui ha. Tại vì chia sẻ cũng có nhiều anh chị xem, có nhiều anh chị đã biết, có nhiều anh chị chưa biết. Thì đa số các anh chị chưa biết, người ta mới cần xem để mà người ta áp dụng trên cái cây mai của mình. Đó. Rồi thì hôm nay nội dung em chia sẻ với anh chị là như vậy ha. Thì nếu anh chị nào còn thắc mắc thì có thể comment bên dưới video để em có thể xem và trả lời ha. Còn nếu mà anh chị em nào thấy video hữu ích thì nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh để giúp cho cái kênh em nó được phát triển hơn nha. Rồi thì video của em hôm nay xin kết thúc tại đây ha. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình trong các video tiếp theo nha.